Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, lại một cái âm ly siêu độc mà lạ và công suất khủng đã về với chú Luyến ạ. Vâng, chú Luyến chú ở Thường Tín, Hà Nội. Vâng, sau khi chú có xem kênh YouTube và chú có gọi điện cho Zika Audio thì chú có đặt cho mình một cái âm ly nói chung là cực kỳ lạ, thương hiệu cực kỳ lạ so ở Việt Nam. Vâng, đặc biệt là siêu dị và công suất siêu khủng, đó là cái âm ly Video ạ. Vâng, mã là DS9702, nó thuộc dòng KP930. Là dòng âm ly công suất cực kỳ là khỏe, có thể kéo được 2 đôi bass 30. Và đặc biệt là nó chỉnh nhạc rất là chi tiết bởi có tích hợp loxy và tích hợp rất nhiều công nghệ mới như kết nối Bluetooth, đọc USB và đọc thẻ nhớ. Còn đặc biệt cái dòng này echo nó cực kỳ ngọt ngào và cái dòng này bên em test cũng rất là nhiều. Vâng, và đây là sản phẩm cái âm ly Video 9702 của chú Luyến ạ. Vâng, chú Luyến nhé, trước tiên cháu thay mặt công ty Zika luôn cảm ơn chú ạ. Vâng, chú ở gần Hà Nội thì bên cháu có gọi ship, gọi xe ôm chuyển đến cho chú sớm nhất có thể. Và đây là bên cháu đang test ổn định, bên cháu mới gửi. Bây giờ chú yên tâm, sản phẩm đến tay chú là không có lỗi lầm gì ạ. Và đây là sản phẩm mới, bên cháu bảo hành cho chú 1 năm, lỗi 1-1 trong tháng đầu. Vâng, bây giờ chúng ta cùng nghe một đoạn nhạc ạ. Vâng, chú Luyến cũng vậy nhé. Bên em đang kết nối mất đôi là full WeGood VM12 330 để test cho chú Luyến nhé. Ở bên cháu có một món quà chuyên, đó là một cái áo mưa được in logo của Zika Audio với hotline và địa chỉ đầy đủ ạ. Vâng, để giúp chú tránh những cơn mưa bất chợt khi chúng ta đi ngoài đường. Và chú Luyến nhé. Vâng, nó được tích hợp lọc xì đấy ạ. Vâng, chỉnh rất là chi tiết ạ. Cháu bây giờ cháu không cho đi qua lọc xì ạ. Vâng, nhạc rất là bí chú nhé. Vâng, nhờ lọc xì mà được hỗ trợ cho các giải âm nó được hay hơn rất nhiều. Đấy, chú thấy khác nhau không ạ? Vâng, rất là khác nhau ạ. Vâng, để nói cái âm ly Video 9702 so với thị trường bây giờ cực kỳ là hot, vì nó tích hợp rất nhiều công nghệ mới, không thua kém gì những âm ly dòng đắt tiền. Để nói âm ly này với tầm tiền hơn 5 triệu thì nó đạt được rất là nhiều yêu cầu, đẹp, hay, hợp lý. Và đặc biệt dòng này được tích hợp cả chống hú ạ, rất là tiện, rất tiện lợi cho chúng ta hát karaoke, nó không bị rú rít. Và đặc biệt cái hàng này là hàng đập hộp nhờ chú Liên nhé, hàng này hàng đập hộp ạ. Vâng, cái hộp của chú đấy ạ. Những cái nguyên kiện bên cháu cũng vừa bóc ra, đây là bóc lần đầu tiên để cháu test trước khi gửi. Bây giờ chú Liên chú rất là yên tâm cho bên cháu nhé. Chú cũng là rất là cẩn thận, mà là chú hàng lấy hàng mới thì bên cháu cũng nói với chú là bên cháu bán hàng mới thì bên cháu bảo hàng mới, và hàng đã qua sử dụng thì bên cháu nói là đã qua sử dụng. Nhưng đặc biệt của chú đây là hàng chưa sử dụng lần nào, là hàng mới nhé chú nhé. Bên cháu có tặng chú kèm hai cái jack new trick này để chú kết nối với tính tổng ra phía sau cái âm ly này nhé, để chú kết nối với loa. Chú Luyến ạ, cái âm ly Video mã là DS9702 của chú hoạt động rất tốt ạ. Vâng, rất ổn định. Sau đây cháu xin phép chú bên cháu bỏ ra để chuyển ra xe chuyển về dưới chú sớm nhất có thể. Vâng, sau cùng cháu chúc chú Luyến và gia đình sức khỏe và chúc chú luôn thành công ạ. Vâng, xin chào chú và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo.